I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Mình xin được mến chào quý bà con cô bác và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nhé. Đây là cái đoạn đường đất. Đường này thì xe chở vật liệu sẽ đi qua đây, đi lên cao tốc. Chúng ta sẽ thử đi lên xem như thế nào. Đây có một cái chiếc cầu đang thi công mọi người này. Đây, ở này có rất là nhiều xe công trình đang thi công. Đoạn này là đang làm cái móng cầu á. Ở đây cũng là gần với lại cái nghĩa trang Hương An Viên ở nhà nhé. Cái xe đang múc đá. Lúc này thì mình đi cũng tầm 4 giờ chiều rồi mọi người, cho nên là thời tiết nó hơi mát trời đấy. Đi vòng qua đoạn đường đất này mọi người. Lên cái dốc này thì hơi bị cao đấy. Đây mình đã đi lên tới đường cao tốc rồi đây. Wow. Đoạn đường này là hướng đi từ từ Huế ra Quảng Trị mọi người nhé. Ở đầu kia thì đang đổ thảm mọi người này. Đấy, đầu kia hướng đầu kia thì đang đổ thảm xe, đổ thảm. Đây chỗ đoạn cái xăng 24. Còn bên đây là hướng đường ra Quảng Trị, là Hương Trà. Đấy. Đấy, mọi người vào buổi chiều chúng ta vừa đi hóng mát, vừa cập nhật cái tình hình đường cao tốc Cam Lộ La Sơn. Vừa rồi thì cái chặng đường La Sơn Tuy Loan cũng đã hoàn thành rồi mọi người. Rất là đẹp. Đây các bạn thấy cái bạc tali này, đoạn đá này đẹp không? Rất là tuyệt vời luôn. Ở bên kia thì các anh chị đang làm cái bạc tali, cái mương nước của bạc tali đấy. Đây đầu này có một chiếc cầu rất là đẹp luôn mọi người này. Có lẽ là chạy xe thế này thì hơi gió đó mọi người. Không biết các bạn anh chị có nghe rõ không? Đây các bạn đang đi trên cái cầu rất là tuyệt vời. Cái này mình có quay một đoạn cho quý các bác anh chị xem. Từ trên cao nhìn xuống. Đấy, chiều chiều chúng ta đi một vòng trên cái đường cao tốc này. Cao tốc này nó được làm thành hai làn đường mọi người nhé. Hai làn đường với độ rộng là 12 mét. Ở bên kia là Hương An Viên mọi người này. Nhìn xa xa nhìn xuống là Hương An Viên. Nhìn phong cảnh đây chúng ta ở đây chúng ta xem, đây chúng ta nhìn xuống Hương An Viên. Trên cao cầu nhìn xuống, từ trên cầu nhìn xuống Hương An Viên cả nhà. Một phong cảnh ở đây buổi chiều khá là đẹp. Để chúng ta quay gần lại một chút xíu. Cũng được đi vô, ở dưới có một cái mái nhà giống như kiểu hội trường. Xa xa kia là có bức tượng nằm này. Đấy. Con đường đi vào, có xe đưa đón để vào này. Đấy. Rồi, tiếp tục hành trình mọi người nhá.
theo mình biết được thì cái con đường này nó rộng 12 mét hai lần đường, và đối với những cái đoạn mà đoạn đường vượt á, là nó có độ rộng, nó có 4 lần đường và 23 mét, rộng 23 mét. Đấy, khi các anh chị thấy bạc tây ly nhìn lên cao rất là đẹp luôn. Đấy, có các anh thi công công trình đứng ở trên. Đấy, đoạn này là đoạn trải thảm nhựa rồi mọi người. Ở trên này thì mình thấy công trình đang thi công ở giữa đường. Đấy, không biết đường là tại thảm nhựa chưa. Qua những đợt vừa rồi thì do nó ảnh hưởng của dịch với lại là thời tiết tại miền Trung, tại Huế thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến việc thi công công trình, cho nên là có gia hạn lại một khoảng thời gian, và đến cuối năm 2022 thì mới là hoàn thành. Đấy. Đến ngày 30 tháng 11 là cái việc trải thảm nhựa trục đường chính này là hoàn thành mọi người này. Đến ngày 31 tháng 12 thì các cái trục đường ngang, đường gom sẽ hoàn thành, và đến tháng 3, 30 tháng 3 năm 2023 là bàn giao các cái con đường mượn để thi công công trình thi công cao tốc. Đây là một đoạn khá là ngắn thôi, hôm nay mình sẽ di chuyển một đoạn để xem thế nào, để cập nhật cái tình hình. Vừa rồi mưa lũ thì nó cũng có xói mòn các cái bạc ta ly. Đương nhiên thì nó chỉ ảnh hưởng đến cái đoạn mà đường đất thôi, còn cái đoạn đá như thế này thì nó không ảnh hưởng nhiều. Đi trên này nó mát tuyệt vời luôn mọi người, gió vi vu. Đấy, đoạn này như là vừa rồi đất đá nó bị sạt lở xuống mọi người này. Đấy, đá nó sạt lở xuống. Đấy, sạt lở xuống đá nó nằm trên tảng có mấy tảng đá to này. Đoạn này thì có cả đất thịt, đất đồi. Như này thì chắc chắn thì nó ảnh hưởng đến cái quá trình thi công rồi. Đoạn nào có bạc ta ly này rất là đẹp mọi người nhé. Mình đi trên cao tốc này được vừa rồi có đi trên đường cao tốc là Sơn Tiên Loan á mọi người. Có cái hầm Mùi Trâu rất là đẹp luôn. Hầm chui á, đi vào có hai cái hầm hai bên, người ta gọi là hầm Mùi Trâu, và có những cái cung đường đi dưới, khi mình chạy dưới những chiếc cầu ấy rất là đẹp, nhìn lên rất là đẹp luôn. Đi đường cửa như là chiếc cầu, cái này mình có quay cho quý các bạn chị xem đấy. Ở sau này có một cái địa điểm nó bị sạt lở ấy, mọi người, cho nên là xe người ta đang đổ đất để người ta thi công sửa lại cái đoạn đó. Ở dưới này là một cái đập Thọ Sơn thuộc Hưng Chữ. Đấy, còn hướng này là hướng đi Quảng Trị này. Đấy, chúng ta tiếp tục hành trình theo hướng này nhé. Let's go. Các bạn thấy ở hai bên vỉa tất cả cái đoạn mà mình vừa đi qua thì thảm nhựa đã đổ rồi mọi người. Đấy, mình công nhân đang thi công ở dưới đấy, lắp các cái mảng bê tông giống như bên này này. Đấy, các bạn thấy cái đoạn cầu như thế này thì phải lắp các cái mảng bê tông để kiểu trồng cỏ mọi người, thì dưới là có một cái hồ, sợ nước nó dâng lên là nó bị sạt lở. Đấy, nhìn xa xa bên kia là cả cái đập nước khá là sâu. Đấy, còn bên này là bà con đang lắp các cái mảng đá, mảng bê tông. Ở bên kia, đấy, các bạn thấy vừa rồi mưa lũ nó có ảnh hưởng đến đất đá rồi trục xuống này. Đấy, cái điểm mà nó yếu là nó bị sạt xuống.
bên này là cái mảng bê tông như thế này đây, người ta lắp ở các cái đoạn sung yếu này. Đây chúng ta tiếp tục di chuyển theo cái con đường ra Cam Lộ. Đấy, mỗi đoạn đường là nó có một cái hay của nó. Mà đi qua đoạn này thì có một cái đập nước đó, khá là đẹp. Đây, mấy công trình đang thi công đây. Chiếc cầu nữa. Xe người ta chờ đất đỏ sẵn, khá là bụi để đổ ra. Vậy trên này thì các công nhân đang thi công công trình. Ồ, ở đây này nhìn xuống các cái đọt cây tràm ở dưới kia rất là đẹp. Cao tốc đi ở trên cao quá mọi người. Đấy, ở trên kia thì có thêm mang các cái đường dẫn nước xuống này. Đấy, rồi hàng rào này, hàng rào trắng này. Đấy, bên này xe múc đang thi công đoạn bạc tơ ly. Có những đoạn bạc tơ ly là người ta phun cái xi măng phun lên một lớp, không biết là dài bao nhiêu nhưng cũng nhìn cũng khá là đẹp. Nhưng mà đoạn này, mấy cái đoạn cao tốc này thì như người ta chưa làm hay sao, không biết cái đoạn đó này người ta có làm hay không. Có những cái đoạn bạc tơ ly mà bị yếu á, người ta sẽ phun một lớp như là bê tông. Trước khi phun một lớp bê tông thì người ta có làm thêm một cái rã, hình như là rã sắt. Đây, đất người ta múc ở đây. Có cái đầu của cái xe là cái đoạn đường đi xuống, đường đi xuống đi dân ở đây thì không biết là xuống đó là xuống ở đâu. Đây, công trình đang thi công như này là khá bụi cả nhà nhé, bụi mù mịt luôn. Giờ này còn tầm 6 giờ rồi mà công trình vẫn đang thi công, gấp rút hoàn thành để kịp cái tiến độ này mọi người này, ở dưới xe mà đang làm. Đấy, xe mà đang làm. Và lúc này là 6 giờ tối rồi mọi người. Mình thấy một số đoạn thì công trình vẫn đang thi công để gấp rút hoàn thành. Mình chạy quay trở lại với con đường đất để đi về. Xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm đồng hành với mình trong cái video ngày hôm nay. Một video cập nhật về cái tình hình, cái tiến độ của đường cao tốc Cam Lộ La Sơn. Đấy, mình đang chạy qua cái cầu tạm. Đây, trời nó cũng khá tối. Đường này là đoạn thuộc chậm đấy cả nhà. Bên này là thuộc chậm, bên tay phải thuộc chậm. Chậm cũng thuộc thành phố Huế cả nhà. Trước đây là thuộc thị xã Hương Trà. Chậm là phường Hương Hồ. Đấy, các bạn thấy ở phía trước là bầu trời tối. Bây giờ mình quay buổi tối ra sao nó thành màu xanh luôn. Nó nhảy lâm ba đa. Đường nó giật quá. Mình đi chui đi qua lại cầu để đi về Hương Hồ. Mình thì cách đây còn tầm 7-8 km đó các bạn. Anh chị. Đấy. Mình chua qua lại chiếc hầm này mọi người nhé. Hôm nay mình dự định view một số cảnh trên cao nhưng mà cũng sơ xuất cái DC, cái mod
rất là lấy cơm ấy. Các bạn thấy công trình còn đông, xe còn chạy. Đây là đường Kim Phùng, hay còn gọi là đường Tránh, đường Tránh thành phố Huế cả nhà, đường Kim Phùng. Đấy, mình đi qua đường Tránh mọi người nhé. Đoạn này khá là nguy hiểm, xe chạy qua là mình phải né dừng lại một chút xíu. Tránh rất là nguy hiểm đó cả nhà. Xe này nó chạy nhanh lắm, cảm thấy an toàn là qua mọi người nhé.